Chào các bạn, mình đang đứng ở 325 Hoàng Văn Thụ và sau một buổi khai trương rất là rầm rộ, hiện nay chúng tôi những nhân viên đã cứ làm mệt tơi tả rồi. Và bây giờ mình đã dành những giờ phút ngắn ngủi này cho câu chuyện buổi trưa. Ở Sài Gòn có rất nhiều những cái vụ án cướp giật xuống chợ, và chúng ta phải như thế nào? Chúng ta phải phòng bị cho mình một chiếc túi hết sức là chắc chắn. Và hôm nay Diêu Thu Minh sẽ giới thiệu với các bạn một sản phẩm mới và không thể tin nổi, một chiếc túi được làm từ da, làm từ da công nghiệp. Thì là chúng tôi rất yêu động vật. Nếu mà các bạn có làm từ da bò, các bạn không dùng con bò, làm từ da lợn các bạn không dùng con lợn, làm từ da cá sấu các bạn là những con kẻ thù cá sấu. Chúng tôi là những người yêu động vật và đây là những chiếc được làm từ da công nghiệp. Giữ nền văn minh quảng thì là chúng tôi đã nghiên cứu ra một loại chất liệu tổng hợp để tạo ra những chiếc túi thẩm mỹ đầy và đẹp với chất liệu thẩm mỹ. Vâng, xin mời. Bây giờ chúng tôi sẽ cận cảnh chiếc túi này để xem với một sản phẩm như chiếc túi này chúng sẽ đóng góp thế nào vào công cuộc giữ gìn những chiếc smartphone của các bạn. Quan nhìn nhé. Trước hết, cái túi này sẽ được bán tại Diêu Thu Minh với mức giá chưa đến 300.000 đồng, thật là rẻ, rẻ không thể đổi. Và khi các bạn ra đường, các bạn đừng lo là cướp điện thoại các bạn, chỉ sợ không cướp được. Khi các bạn ra đường bạn đi này, nhìn xung quanh không có ai ôm chặt cái túi, ôm chặt, bước đi xong xem, phải như thế mới giữ được túi. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu review chiếc túi này. Chiếc túi này của mình nó có, thứ nhất, chiếc túi này của mình nó được thiết kế với một kích cỡ rất là vừa vặn, có thể chứa được một chiếc iPad với kích cỡ lớn nhất. Chiếc túi này được làm một toàn bộ chiếc khóa được mạ màu đồng trông rất là sang trọng, các bạn thấy không? Mình sẽ thử cái chất lượng ấn của cái khóa này, rất là dễ dùng, chỉ cần ấn xuống gạt đi gạt vào, gạt đi gạt vào. Chiếc túi được may với một cái kiểu cách tăng thêm hai cái đường này, nó rất là khỏe khoắn, nó giống như hai cái má rất khỏe khoắn. Mình sẽ thử một phần quan trọng nhất để quyết định chất lượng hoàn thiện của một sản phẩm, đó là túi sách. Đó là gì? Đó là chất lượng của cái khóa, chúng ta được khóa vẫn dùng tốt, thật là không thể tin nổi, chỉ với mức giá chưa đến 300.000 đồng. Và ở trong đây là một sản phẩm iPad của di động thông minh, một sản phẩm iPad qua sử dụng rất là đẹp, nằm gọn trong chiếc túi này. Mình sẽ thử xem chiếc túi này có mấy ngăn. Chiếc túi này mà có Doraemon thì mình sẽ muốn móc ra những đồng đô la. Ai chà, những đồng tiền lẻ. Chiếc túi này được bố trí ở bên trong có thêm một ngăn nữa, giúp cho các bạn có thể đựng hai chiếc iPad cạnh nhau khi được ngăn cản như thế này. Và ở ngay bên ngoan ngoài này, chiếc túi này được thiết kế để đựng một chiếc điện thoại. Như ở đây là mình đựng chiếc điện thoại Sony Z3V của mình. Nó rất là đẹp, nó nằm ngang như thế này và vừa bạn nằm ngang. Vâng, và bây giờ mình sẽ xin mời một số người mẫu của mình thử đeo cái túi này để thể hiện cái túi khi mà đứng bên cạnh các người đẹp như thế nào. Trước hết là mình, China Sun. Có cách của China Sun khi đeo túi. Đấy, ok. Em ơi, em ra đây em đeo cái túi này cho anh thử xem không? Đừng ngại lên thì em phải đeo túi xem. Và bây giờ với một bạn gái, thử xem cái túi này có đẹp không? Còn số nữa nha. Có đẹp không? Chị có đẹp không? Em đeo cái túi em có thấy thoải mái không? Không, không biết tự tin không? Ừ. Theo em với cái giá 300.000 đô kia không? Ok thôi. Nào, em tiếp tục đến em. Và tiếp tục đến một người có cái chiếc áo màu cam. Nàng sẽ đeo cái túi này. Cái túi này nó chỉ đẹp khi cái mông của người đeo đẹp. Còn nếu mà cái túi đeo cái mông xấu thì không thể đẹp. Đẹp bằng khoảng cách không? Đẹp. Đấy, các bạn thấy không? Đôi khi một cái túi đẹp hay không nó phải do cái người đeo túi. Vâng, cảm ơn em. Và bây giờ tôi sẽ tiếp tục review cái túi này. Chiếc túi này được làm bằng chất liệu da công nghiệp và nó cái bề mặt hoàn thiện của nó rất là tốt. Chúng ta nhìn xa thì chúng ta tưởng rằng và nó rất giống một cái chất liệu da thật, có cái màu cu cũng hoài cổ khiến cho cái phong cách của người đeo nó rất là ok. Về mặt kết cấu của túi chúng ta có thể dùng dây đeo và chúng ta có thể xách như này, thực rất là lịch sự và đàng hoàng. Có thể chứa được hai chiếc iPad, một chiếc điện thoại và rất nhiều thứ nữa, ví dụ như là bát cao su, hộp quẹt, khi nghỉ thứ. Vâng, các bạn có thể trải nghiệm cái túi này tại tất cả các showroom của di động thông minh và có thể đặt hàng nó trên mạng với mức giá chỉ 299.000.
Bye bye.